một chút nữa thôi. Ôi. Hai bác trường vào nó định nói chuyện tí khi đâu như thế con. Hai bác là đi nói chuyện từ của kênh của Giáp đến sang đến kênh của mình. Vẫn chưa tâm sự hết. Đúng chuyện. Mà hai bác sướng thôi. Ai, chào mọi người, bón xong tí anh lên anh phát ngô giống cho mọi người rồi anh đưa vào trong kia. Rau mía đá bôi tình cảm hai bạc trường bạn đi lên liền đây mua từ bông vậy sao mà quan đi à ta bơ ok nó chào bạn ok nó chào các bạn mình tên là tôi từ bông phan à chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bông Đồng Viên Đốc Cuộc Sống Tại Châu Phi. Thì hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục quay trở lại phía nông trại tại bản nông trại số 4, nông trại tại bản Lim Bôn Tuề đây các bạn. Thì hôm qua anh em mình cũng vào cùng với mọi người cả người dân là bản là trồng ngô phát triển ngô tất cả mở rộng thêm ở quanh nông trại các bạn. Cũng như hôm qua anh em mình đã đưa phân vào để hỗ trợ mọi người để bón ngô các bạn. Thì hôm qua thì không kịp, hôm nay mới quay trở lại cũng như đưa lương thực vào hỗ trợ mọi người và hướng dẫn mọi người bón ngô ở quanh ở những cái mảnh bên dưới nhé các bạn. Mút từ bán điệp à? Xây, tức là vây. Xây, bố buổi sáng xây không vui được. Xây, mọi người buổi sáng đến là đã nên nuống hết ở bên chỗ mé vìa rừng bên đây là để nên nuống anh em mình nói mọi người vì ở trong kia nhiều cái cây to đấy các bạn, cũng như đất nó mảnh bên trong này anh em mình trồng hôm sau sẽ vào nông trại gô nồ để cắt cây khoai ra giống ra trồng, còn là trồng mấy mảnh ngô bên đây thôi. Tôi đi xem đi. Otro vai ter a comida, otro vai ter a adubo, um amônio. Hả? Xê, để nói mọi người làm xong bên kia hôm qua dặn mọi người xong rồi sang đây để cuốc quả. Hôm nay là phân thì hôm qua anh em mình đưa đến rồi, đang cất ở trong nhà kho các bạn ạ. Thì hôm nay là đến là hướng dẫn mọi người bón, cũng như hôm nay bón xong phân ở hết ở dưới mảnh ngô kia thì anh em mình cũng mua mấy bao ngô giống loại giống tốt vào đây, cũng như để phát gửi tặng mọi người để mọi người đưa về nhà phát triển, là tạm chia tay mọi người ở nông trại đó. Thì phát triển hiện tại quỹ đất là nông trại anh em mình cũng cùng người dân phát triển hết rồi, cũng trồng ngô hết rồi, còn chỉ bên kia là khoai được thì hôm sau mình đã sắp xếp mình đã cắt cái khoai vào thì đã huy động mọi người đến trồng khoai sau. Còn hôm nay là bón xong phân ở bên dưới này là sẽ phát ngô để cho mọi người đưa ngô giống tốt về bản phát triển ở lương rẫy ở bản đấy các bạn. Sô bà có lẽ tu đủ bô vù xe gà mít tay đủ bù cũng amon hiểu nữa quan đủ mít tạ amon hiểu agabo bao nụ đã quan đa mua tù ở cái xi men thì mình hiểu bông thì xe xi men thì bố yêu đẹp đi cũng bô vù nếu bà ca ra bà đang tàn nằm bà đang anh ca ra ta vậy xin ô tù vai tiết ra cô mê đà. Đây, cũng ở đây cũng như hôm qua anh em mình cũng lại mua 2 thùng đùi gà cũng như một bao bột ngô vào để hỗ trợ mọi người bữa ăn trưa này các bạn. Thì số bột ngô cũng như đùi gà để hỗ trợ mọi người bữa ăn trưa là đều của gia đình anh Tú và chị Thùy Trang nhé các bạn. Anh Tú và chị Thùy Trang đã gửi tới hỗ trợ mọi người bữa ăn trưa đây. Thì trên video anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn anh Tú và chị Thùy Trang sinh sống và làm việc tại Mỹ đã gửi tới mọi người bữa ăn trưa đây nhé các bạn. Để bây giờ đã xuống để cho nói mọi người. Còn ngô giống này mình mua vào thì tí khi nào bón xong phân cũng như mọi người lên này, nghỉ ăn trưa xong mình sẽ phát chia đều tất cả mọi người để mọi người đưa về trong bản để phát triển trồng ở bản đấy các bạn. Để bây giờ bà con này đang đi cuốc quả xong rồi để cho bón luôn phân ngô đấy các bạn. Hôm qua mình mua 4 bao phân vào. Thế như mình cũng nói thì để phát triển nông nghiệp trồng trọt ấy thì tận dụng hết cỏ khô đốt để cải tạo đất rồi, cũng như không có phân thì cũng không thể được. Nên là mua phân đây. Thì phân này anh em mình mua này là những kiểu phân NPK đấy các bạn, ở Việt Nam mình đấy. Để bón ngô, bón thúc đấy. Phân NPK cùng với phân đạm để trộn vào để đi bón rồi vun gốc luôn. Tít tu đa. Đây. Trộn lẫn này. Ai ta bô. Nó mấy? Mít tu đa đi bơi vai. Mít tăng đi cùng mì nỉu. Ai đi phát xa mùi tu. Để trộn vào cho mọi người đi bón các bạn. Đây. Mateo fica aqui, hả? Để Mateo ở đây chia. Nơi bà ghi, vâng. Và một dung cũng bao nổ con nó về bình đây để đưa mọi người đi hướng dẫn mọi người bón luôn như ngô đây là mọi người bón đìa vô để chia đều các bạn, chia đều vào mảnh này đầu này trước vai gì
Oh, dulu tadi sada, sada. 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 Sada, sada, sada. Đấy, để hướng dẫn bà con các bạn hôm nay là vun 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 cốt cỏ, mọi người cốt cỏ rồi, hôm nay là bón phân rồi đây. Mọi người cứ cốt cỏ sạch sẽ hết, anh em mình nói các bác trưởng bản rồi, cùng người dân rồi, làm nông nghiệp mà phải cỏ sạch sẽ. Cũng như hôm nay bón xong là chia tay bà con để bà con về bản phát triển. Hiện tại nông trại tạm dừng lại để các bác tổ trưởng tổ nhóm ở đây thôi. À kì. Nói mấy. Về nó về về kì với cổ về về. Nói. Nó mới là mùi đủ. Nói. Phê dọa tao bây, hôm nay là bón ngô là cả bón đỗ luôn các bạn. À kì nói. Đây. Ô tụi với cái. Để ông tí mọi người đi nấp lại. Nó mùi đủ á, bô vào đủ sâu. Anh em mình bón một chút thôi. Nó mới ta run đủ không? Mới ta mai tan thì bô đủ. Để cho ra ngoài một tí. Không chết đấy, cậu. Nói. Để tu đà. Nói. Để tu đà ghi run đủ không? Amon thì cũng ăn đủ. Đây. Nó mới ta lanh gì mà phó nè để phê dọa cùng mình hiểu á. Đấy. Ủa mát thế này. Chơi, ta bình. Nó mới ta lanh gì mà để phó nè. Nó mới ta bô của mút bô của sổ. Sự yêu anh hiểu mày. Đấy ta bô. Nó mới ta mùi đủ á. Run đủ. Đấy để bón nót các bạn. À kì áo ra. Bài tạp bà. Sự à ra. Bài tạp bà kì. Bô cả đủ sổ. Nó mới. Ta bô bô cả đủ. Nó ta bảo mùi đủ. Nó mới. Ta bê. Ô tụi vai ta bà. Ta bùn đi đủ. Sinh ô tụi đuổi kì ta bê. Ta bảo bô cả đủ sổ. Tiết là sát đà. Sát đà. Ta bảo sát đà. Để mọi người lấy cuốc. Nó mới ta mùi đủ á. Mới ta mùi đủ anh thì kèm mà. Đấy bà con năm ngoái nè. Cũng. Nghe cái mùi đủ. Nó nè. Để bà gà. Để bà gà. Đấy xin. Xin. À kì. Ăn à. Nói. Đây. Nói, nó muốn tan đi. Hôm nay là bón nào? Phần ngô, phần đỗ luôn các bạn. Hôm trước anh em mình trồng sen canh ấy. Sen canh ấy để mọi người bón luôn. Nói chung là vừa không có nhiều về phần đắt lắm các bạn. Cả một bao quả tính là triệu hơn triệu thì Việt Nam mình có bao phân. Ở nhà mình không biết mấy trăm thì mình không biết. Nhưng chắc chắn là đắt hơn Việt Nam. Ta bà nấu ta bà mùi đủ á. Đấy bà con đi nấp luôn. Đi như kiểu vun vun vào một chút đấy các bạn. Ấy ta bầu. Ê, nào ta bà đi. Xây ta bà đôi nào đủ, đôi nào đủ. Đôi nào đủ. Đôi nào đủ. Xây đôi nào đủ. Đấy. Nấu mùi đủ cao bảo. Nào nấu ta bà mùi đủ. Ừ ta phủ kín cổ nó chết mất đi. Bô cả đủ sổ. Nó mùi đủ, xinh y xù. Nó mùi đủ. Nó ta bà mùi đủ, bố có đủ sổ. Bà con đi, ui mọi người năm ngoái. Á kì, phát tà. Mọi người năm ngoái cũng làm ở nông trại rồi các bạn. Nên là mọi người cũng đã biết rồi đấy. Nên là năm nay làm nhanh lắm. Nói mọi người cái này. Nói một người là hai ba người này đi vun sới luôn. Đi bón luôn. Nó mới là dân thuộc gì, cũng xi men thì. Nó mua một tờ tan thì nó đã. Mua tờ tan thì nó đã. Đó, vai xong. Cái ngô ở bên dưới này các bạn đâu. Ở bên trên nó khô đấy. Thì nó khô ráo mấy cái đất nó đẹp đấy. Thì anh em mình nó đẹp hơn. Thế bên dưới này nè. Cảm tưởng là nó bị úng nước này. Hôm trước đã đào nhiều cái mương máng lắm này. Đấy, để bà con đi à. Để bà con đi bón các bạn. Ê kì, có mẹ kì. Mày do cả. Sắn sống này. Ta bên. Nó mới ta dùng đủ, nó mới ta mùi đủ. Bô có đủ, bô có đủ xong mày. Ừ, mày, đây. Ừ. Tay cầm phân thì tay ăn sắn. Ê kì, nâu tay một em, vai. Ôi, về. Nói. Đây nào. Hy vọng là có cả đỗ luôn. Để cho. Hai cái vì hôm trước mình chờ cây đỗ nó lên một chút thì mình mới vun đấy. À, mình mới bón phân đấy. Ta bầu. Bô cả đủ rồi, nó mới ta mùi đủ. Đấy, để bà con đi. Xong nào. Vun luôn qua một chút các bạn. Anh em mình nói mọi người được vun ít thôi. Chứ không mà vun nhiều quá nó bí cổ gốc. Đôi nào đủ á, ôi tụi nào đủ ta bình á. Cá đà bê sổ sổ ung cá đà y. Nói. Nào đôi nào đủ.
tôi đủ về bao nụ tao đã bà. Nói về bao nụ tao đã bà. Nó ta bà mua tù sô bà phân này bây giờ nó ta bà mua tù á xin các bà yêu này đây này đôi nào đủ xin em này nằm ngược rồi aki bác sai về bác sai yêu này bao nụ nói ui cái cung nhỏ quá nói nó ta bà mua tù đây nè vừa giữ luôn cái gốc cây ngô luôn nói ta bay ta buôn đi đủ thôi ta bay yêu này bao nụ xin về hãy để đi hướng dẫn mọi người bỏ cho nhanh bón phân các bạn hôm nay là bón phân ấy nó ta bảo mùi đủ ta bay đấy vun sới này nó có tốt thì nó phủ được cái gốc nó khỏi đổ các bạn. Hy vọng là không có mưa đá hay không có thiên nhiên nó không phá thì chắc chắn là sẽ có vụ ngô, vụ đỗ giúp bà con. Nó ta bảo mua thủ, bố có đủ xô mày, bố có đủ xô. Mày, nó ta bảo mua thủ, ui giời bà này. Nó ta bảo mua thủ, aki nó đa. Em này một rêu. Ui giời, gì? Nó ta bảo mua thủ, bà phủ kín cầu gốc cái này. Nó ta bảo mua thủ. Ai bác sai xe gai bác sai ai ai gì nó tao mua đồ bao gồm đồ xong nói 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 ai gì tao đấy mọi người thì trồng ngô từ xưa nay của người dân là cứ hạt giống cũ cũng như phụ thuộc vào thiên nhiên thôi. Phải. Mọi người không có phân đâu. Vì phân nó đắt lắm các bạn. Phân hóa học này đắt lắm. Cả một bao phân thì bằng mọi người tiền ngô búng ngô mua một ngô còn không có. Lấy đâu tiền mua phân. Nên là mọi người không phát triển được là như vậy. Nên anh em mình muốn là để đây là cái xem là phấn đấu hỗ trợ giúp mọi người để mọi người nhìn thấy đây là cái thành quả. Thành quả để mọi người phát triển. Nói dặn bà con không được bỏ nhiều cũng như không bỏ sát gốc. Mà ta thì bô đủ nó mới ra run đủ mùi đủ. Tại mấy anh ta bà nâu ta bà mùi đủ á. Đấy, mọi người chia nhau ra. Chia nhau ra để bón các bạn. Ta bên đây, anh này làm nó rất là ok này. Xuống tận dốc này. Cái chỗ này là hôm trước anh em mình phải nói mọi người đào. Đào xuống để nó chảy cái nước ra này. Nó bị cảm tưởng là ngô bên dưới này nó bị sình nước đấy các bạn. Mưa là nó cái nước ở trong này nó ứ nó chảy cái nước vàng khe ra luôn. Anh em mình nói mọi người đào cái mương để cho nó dẫm hết cái nước ra để cho cái đất nó khô một chút đi. Cái đất là sợ nó úng ngô đấy. Mang teo ở trên kia là đong phân cũng như trộn phân. Mình thì hướng dẫn mọi người. Nó mới tan anh thì mà rồi phân này. Về bố có đủ xô nó mới ta mùi đủ để mọi người đi bạn ít một không nhiều quá nó xót vừa xót phân vừa xót cây nó mới ta mùi đủ xinh đấy bà con này chia nhau ra đi bón nó mới ta mùi đủ á mà tèo bên trên này trộn phân cùng với em này. Không biết 4 bao có đủ không? 2 tạ phân các bạn. Tính ra cả tiền Việt Nam mình 4-5 triệu tiền phân ấy. Hy vọng là có cả cánh đồng ngô sau này chia cho mọi người à, cũng không tốn đâu. Không tốn mấy đâu. Tiết à? Không tốn mấy nữa. Mateo, Mitura bình á. Mateo nhớ rồi. Yêu này anu basado. Giá baranda non go này, baranda go no. Mình sẽ trộn phân nhiều cách thức như năm ngoái anh em mình cũng trộn bón mấy nông trại rồi nên là Mateo vẫn nhớ. Ơi quả mọi người đã cuốc hết rồi, hôm trước cũng cuốc hết rồi, sáng nay đi cũng cuốc hết rồi này. Cuốc hết quả rồi chỉ sới vào thôi nó mới ra mùi được á. Tao bị phê dọa tao bây
Quando tem feijão, você me dá um feijão também, hein? Đây. Mình cứ trồng hai cây này. Nó mọc lên là tương đối đều các bạn. Đây. Cứ đây hai cây này, đây hai cây này, đây. Hôm trước mình gieo là cái hai hột ở giữa này mình bỏ xen canh mấy cây cây đỗ vào. Nói chung là nó lên cũng tương đối đều. Hy vọng là sau này là có đỗ cho bà con rồi là có ngô. Nó mới ra mùi đủ. Nhanh lắm. Ok nha các bạn, thì vừa rồi em chào các bạn. Em Giáp đưa bác hôm nay là Giáp về chỗ team thăm anh em cùng như đưa bác trưởng bản đi thăm, thì vừa rồi thì anh em mình đang cùng như hướng dẫn mọi người đi bón phân cho ngô cũng như vun sới ngô các bạn. Vừa rồi là Giáp vào thăm là phải đi đưa Giáp với bác trưởng bản đi thăm rồi các bạn. Thì mọi người hiện tại như bây giờ cũng đang vun sới lên tận trên rồi, còn chút nữa thôi. Lên mọi người nghỉ ăn trưa xong anh em mình sẽ phát ngô giống cho mọi người. Hay bà con thì chia đều người ra đi bón phân rồi vun sới các bạn. Bón phân xong rồi bây giờ đi vun sới một chút nữa thôi. Ôi. Hai bác trưởng bản định nói chuyện tí khí đâu như thế các bạn. Hai bác đi nói chuyện từ của kênh của Giáp đến sang đến kênh của mình vẫn chưa tâm sự hết. Đúng chuyện rồi, hai bác sướng đó. Đây, chào mọi người, bón xong tí anh nên anh phát ngô giống cho mọi người rồi anh đưa vào trong kia. Đưa vào trong nông trại. Đưa mình vào trong chỗ đóng cày. Chỗ đóng cày khá cái con. Để thăm quan thêm một con nữa. Giếng đào ở mãi dưới này, trên không đào được, đá không đào được. Ở giếng đào đấy. Ừ, đào đây phải chấp nhận đào đây. Lấy nước gì? À 60 mét. Qua rồi. Và đào dưới này lấy nước ăn. Nhiều ơi. Nước nhiều. Đấy, giống như cái đặt đấy. Cứ để các bác đi thăm. Và này, cũng như bà con này còn vun sới một chút nữa các bạn. Mọi người, anh em mình đang sắp xếp mọi người chia đều người ra đi bón phân rồi là vun sới qua và là tấp vào cổ gốc cũng như phủ với phân đi đấy các bạn. Thì còn chút nữa là xong, mọi người ăn trưa ở bên trên. Các cô các chị đang nấu ăn. Đang nấu ăn hết ở bên trên rồi. Thì tí nữa chào anh tí đấy. Okay, đấy. Đang nói Giáp mới chờ tí mới đưa sang bản bên kia được. Để mọi người nên phát ngô giống cho mọi người. Anh đến mọi người đến phát triển nông trại ở đây. Như gọi nông trại mình thì làm mẫu thôi, hiểu không? Làm mẫu thôi. Xong rồi đến đây làm việc ở đây tập thể. Sau này có thành quả chia cho mọi người, xong rồi bây giờ anh phát ngô giống để cho mọi người về phát triển ở chủ yếu là cái kiến thức thôi, phát triển ở bán. Còn là nông trại này chỉ đến là chỗ làm tập thể cũng như học hỏi trao đổi nhau kinh nghiệm, còn quan trọng là phát triển ở các hộ gia đình. Đây, anh ngô đây chuẩn bị hay mua đâu đấy. Ngô đắn. Hả? Ngô này anh nhờ trên cái nhượng nó gửi đặt gửi về. Không có, hôm qua mới trồng ở đây nè. Thì ngô tốt đây. Ngô cả hơn triệu bao đâu ạ. Hôm trước nhờ Ninh Philip mua trên Lunda. Em tính rồi, tính cả 2 triệu một bao. Ở dưới kia không có. Ngô đắt. Ngô tình không có. Nhưng mà thế để hỏi xem anh hỏi anh nhượng có không? Có không? Đồ anh, không có đồ à? Vàng, ngô vàng. Vàng à? Tí đổ ra thì xem. Mê là 25 cân rồi. 25 cân. Đấy, chia đều, không có nhiều để phát cho mọi người nhiều đâu. Chỉ cái giống nó mới tốt này, giống trong 60 nắng xuất này. Bán to luôn này. Nó kiểu giống như kiểu măng gỗ lá Apple của mình như nhai, bắp dai này, mà hạt đều. Họ bảo cái ngô này vẫn để được giống ấy. Ừ. Nó thế nào? Ngô này thì để được giống. Để giống hả? Của mình nó không để giống khó. Thay đổi được cho người dân thì chỉ có mỗi cách. Còn để cho người dân phát triển được chỉ có mỗi cách bằng nông nghiệp. Ờ, chỉ có nông nghiệp thôi thì mà giống thì tốt thì không có. Thì bây giờ thì thay đổi thì giống tốt thôi. Giống ở tỉnh đấy em đi tìm khắp nơi. Ở gì em đi tìm khắp nơi. Anh hùng đây nó mới về tối hôm qua nhé. Hôm xưa nhờ Ninh Philip mua hộ trên Lunda đấy, để trồng đây đấy. Hôm này mới về đặt mấy hôm ấy. Mới gửi về đấy. Đây bà con đang nấu ăn này. Aki mò sủ. Thì ở dưới em đây đùi gà mấy xong đùi gà. Cà chua đấy. Cà chua. Hành. Ta vây. Uya! Uya! Chababa! Chababa jo! Chababa chano! Siamo là bobo sega aquí. No sube azura di mosso. Sì, sì.
Ta bình mua tụ bình bảy qua đây đấy. Ai vừa chưa đuôi gà thì em thấy đuôi gà khi thì gào. Ai đuôi gà cứ đuôi gà phải ăn mới có sức làm việc được. Cá không có luôn, ở dưới này giờ cá không có. Cá không có, không có cá luôn. Ta bình bao là fruta. Sì. Ta cuy à bảy. Cuy à. Sì, đến non non sớm. Tôi đúng. Ai đã yêu sao? Banana tabo. Vamos ver mais aqui para ver provar. Sim. Essa banana temo. Sim. Essa banana tabo temo. Aqui também. Aí, cana. Isso. A vida tá. Tá bem, dê lá só. Tá bem. Ê ê. Rau. Mía đá bông. Tình cảm hai bạn trưởng bạn đi lên liền đây. Muốn tụi bông vậy. Ok. Sao mà? Muốn tụi bông. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por a sopa. Nós sopa aqui vivo a visita. Você também merece uma coisa do sopa. Então, fica para tipo aprender junto, ajuda. Vai fazer. Vai crescer no futuro. Obrigado. Ninguém fica com fome mais. Ok. Sim, sim, sim. Vamos. Ah, sim. Quando tem tempo, só vamos lá do nosso terra. Obrigado. Eu já tenho tomba. Moçame, eu já cheguei lá. Ok. Sim, sim. O bairro ngày xưa cũng đã đến đây này. Đến Tumbua. Tumbua, Tumbua này. Biển, biển này. Tỉnh địa biển. Nam ít đến Tumbua này. Mít anh được entrar caro Tony. Muito que será entregue. Ah, meta no carro. Obrigado. Vai, hai bác là nói chuyện. Này gần xong rồi, bà con gần xong rồi. Mía to rồi. Qua mía bà này. Đó, ở trồng ở dưới suối đấy. Obrigado, chefe. Fica muito obrigado. Bạn hiền, nhìn bạn một hồi tất cả bà con cũng đã buổi sáng giờ thì mọi người cũng đã bón phân ngô cũng như đi cuốc sới ngô rồi. Thì như vừa trên đầu video anh em mình cũng nói thì hôm nay vào cùng hướng dẫn mọi người bón phân cũng như anh em mình thay mặt Mạnh Thường Quân là anh Tú, chị Thủy Trang đang sinh sống và làm việc tại Mỹ đã mua bữa ăn trưa bột ngô và đùi gà đến để gửi tặng mọi người, cũng như mình cũng mua thêm mấy bao ngô giống đấy các bạn. Như mình nói là hôm nay là nông trại là công việc đã ổn định thì anh em mình đã phát ngô giống cho mọi người để mọi người đưa về bản phát triển đấy các bạn, phát triển ở ruộng vườn của mọi người đấy, nương rẫy đấy. Rất tuyệt tiết em mình ra về đồ xi men đi tôi đủ vay tiết em mình xe gai đấy để mọi người đưa vào đây. Đưa vào đây anh em mình sẽ phát gửi tặng cho bà con đưa về nhà phát triển các bạn. Tô đủ xa, xe cụ xi men thì mình tới đây đi. Đấy, trồng xong rồi là áp đi á. Matteo ơi, phô la vô, áp đi, tiết phát cả. Đấy. Một bao này là 25kg các bạn, hạt ngô giống tốt đấy để gửi tặng tất cả bà con. Một bao như này là 25kg hạt ngô của người Bồ Đào Nha đấy, rất là mắc tiền các bạn, nên là anh em mình không mua được nhiều ấy, không mua được nhiều để mà gửi tặng mọi người mỗi nhà 5-10 cân đâu, thì gửi tặng cũng như hai nông trại bên ngoài ấy, thì đủ gửi tặng mỗi nhà 2kg các bạn. Đây hạt giống ngô này. Đây, hạt giống ngô này. Ngô vàng như anh em mình trồng ở nông trại đấy, ngô vàng rất là đẹp luôn. Đấy, kia là mấy đi. Đây. Ui xời, ngô này. Hai bao này là 50 cân. Ai, tôi được bô xe gái đi. Đi nhà xe gái đi, xe gái đi, đi đây. Đứng vào đây cho nó, đứng vào đây cho nó mát, nó dập các bạn. Để mọi người nhận ngô bên kia, các cô, các chị nấu ăn. Đó là mình công giáp đến, đưa bác trưởng bản đến thăm nó tí, anh em mình phải đưa vào bản bên trong nữa các bạn. Để gửi tặng tất cả 54 hộ gia đình. Đấy. Đấy. Đấy, bà con này
nhận đàn ngô, nhận mỗi người gia đình, hộ gia đình 2 kg ngô. Rồi mọi người nghỉ ăn trưa, ăn trưa xong mọi người sẽ đưa về. Vì hiện tại ở nông trại này như hôm qua cũng đã gieo trồng hết rồi, cũng mở rộng lên trên rồi, cũng như bên đây cũng đang làm đất để chờ trồng khoai thôi. Còn bên dưới kia thì cũng đã bón phân cho ngô rồi. Bây giờ là ngày mai, ngày mốt và các ngày còn lại là anh em mình để mọi người về phát triển ở theo hộ gia đình nha các bạn. Đấy. Hôm nào có công việc nào nhiều thì gọi mọi người đến làm việc. Mỗi hộ gia đình là một người đấy, không có nhiều đâu. Nào, để qua đây rồi, qua đây rồi, qua đây rồi. Sì, à, avo. Sì, guarda sono te un'anno, tu rubo vu già sei gaita la vanno me. Đây là nít ta nó thêm một nữa, yêu con tàu đi bô vụ tàu bay. Chỗ ông ca già ông bê xôn nữa. Đấy, mỗi nhà một người các bạn, mỗi nhà một người đấy. À vô. Ui, bà. À, cái xi men thì bênh nhé. À vô. Đấy, mỗi nhà. Mà theo cái ca rồi à, mỗi nhà 2 cân. 2 cân ngô giống này. Cái ca này phải hơn đấy. Hơn mình cái đong này. Cái ca này phải hơn 2 cân đấy các bạn ạ. Đấy, mỗi nhà 2 cái cốc này. Ô, thưa đúng, vài cái. Đấy. Ui giời. Để mọi người đưa về nhà. Ba bố. Ô tô. Mỗi nhà 2 ca ngô giống tốt luôn để đưa về nhà chồng. Ta bên. Ba sa, cây nhà tay ba sa ra ngủ á. Cái sâu bà ra vốt càng. Mỗi nhà. Ta bên, cây nhà tay ba sa. Thế. Ôi à. À, đứng đây. Bắt rồi. Ở quá ta quay chuyện. Bắt ra. Anh đi lôi nên được. Đều hết các bạn. Anh đi lôi nên được. Anh đi ta, anh lên phim điều cảnh. Đây, để bà con nhà ai cũng có ngô giống tốt luôn. Đây, mình mua là ngô. Ngô vàng đấy các bạn, ngô vàng, ngô của người ngô bồ đấy. À mai đây này, ôi giời. Mẹ là bị mắt, bị đau mắt, không đi làm được, là con đi làm được. Con đi làm thay mẹ này, bằng tí đi làm thay mẹ này các bạn. Ê, kênh phim đi. Mai đây này đâu vai. Ôi, chỉ có đủ, hôm nay là cũng chỉ có 54 người đấy các bạn. Vì ai người nấu đi được là con đi thay. Con đi thay. Anh em mình nói các bác thử bán là mỗi hộ gia đình một người. Một cái gì chứ hạt giống thì có nhà ai có thuê một tí cũng không sao các bạn, càng tốt để mọi người nhà ai khó khăn giống nhau mà. Chưa, bố mẹ không đi được là đi làm thay bố mẹ đấy. À đây tiếp à. Obrigado. Hy vọng à, giống ngô tốt này sẽ làm à thay đổi được nông nghiệp giúp người dân các bạn. Chứ mọi người là toàn sử dụng là ngô nâu năm đấy. Ngô đây là họ bảo vệ bằng thuốc rồi nha các bạn. Đấy, ngô của mọi người người bồ đào nha đấy. Qua ai có người thân không đi được ấy thì mọi người đều nói các bác trưởng bản cùng như nên nói trực tiếp anh em mình sẽ phát ra tất cả mọi người. Tư đồ chưa? Đây đổ hết nốt cho bà đấy. Áo là cô một phát gen đã đang nói mọi người để mọi người đưa về chồng các bạn. À số bà cũng được từ bô đó phát gen đã áo là ra lãnh xin mà giám mít ta mì nè lãnh bác sử giám mít ta áo đu bồ của công amon nè nói áo là bao nù đẹp đi cái xi men thì đẹp mini, tôi đun nêu và phải ca giá, apa nhà baranta, yêu anh ấy cái
quan tình ra bàn tay cái fazenda ấy ấy quan đủ cái cả là sẽ có quan đủ xem metro số ung xem metro sẽ cả quan đủ xem metro ấy tôi đủ ra xe sabi á ta về ha đi à tay à vâng bay đá mà thì ok nha bạn, thì như trên đầu video anh em mình cũng nói thì hôm nay anh em mình vào cùng hướng dẫn mọi người bón bón phân ngô cũng như mua mấy bao ngô giống ngô tốt của người Bồ Đào Nha các bạn vào để hôm nay mọi người bón xong phân thì ở nông trại thì anh em mình sẽ chia ngô giống cho tất cả một phần, gửi tặng mọi người hạt ngô giống để mọi người đưa về nhà phát triển nông trại nhà các bạn. Và cũng như anh em mình được thay mặt anh Tú và chị Trang sinh sống và làm việc tại Mỹ đã mua bột ngô cũng như đùi gà và hỗ trợ mọi người bữa ăn trưa các bạn. Và bây giờ anh em mình cũng đã chia hết hạt giống cho gửi tặng tất cả người dân bản 54 hộ gia đình, người dân ở bản công ở bản Ni Môn Tuề đó các bạn. Thì bây giờ để mọi người tôi đuổi quát đa xi men thì bây giờ mua sụp của quán đồ Agbo Vafaka ra để mọi người đang nói mọi người cất ngô đi rồi để ăn trưa xong thì mọi người sẽ đưa về nhà để ngày mai trồng phát triển ở nhà. Còn nông trại thì hôm nay công việc nhiều thì anh em mình sẽ gọi các bác trưởng bán để gọi mọi người đến làm việc nha các bạn. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho anh em xin một like, một chia sẻ một cái kênh Đông Ba Nổ Về Nốc Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên núi Châu Phi nha bạn. Chào các bạn, tôi Phan là chào các bạn. Bên đây là các cô các chị. Ê Avo. Vui lắm. Đây bên đây là các cô các chị đang nấu đồ ăn đấy các bạn. Thì mình vào đưa công giáp cũng như bác trưởng bán vào trong nông trại bên trong đi thăm để mọi người nghỉ ăn trưa. Đấy đồ ăn bột ngô rồi gà thì mọi người nấu ăn trưa. À sao bà? Sì. Bao nụ ao rồi. Nên bây mèo yêu mao cũng sô bà vay ô tô phát sinh ra vì gì ta. Sì, phần này tôi đủ mất xuống các bạn. Phải cà ra, bà ràng ta. Cà và cà và đấy là bà nhà bà ràng ta. Em mì nè. Ta vậy, ta vậy. Okay. Để có bác nói mọi người ăn trưa, nghỉ ăn trưa xong rồi. Đưa ngô về nhà rồi. Cuốc làm đất để ngày mai trồng trọt.